chạy với chiếc dù bay, chơi trò tẩy lông ngẫu nhiên, đi dép gỗ hay trang điểm dưới nước. Những thử thách vô cùng thú vị đang chờ đón trong video này. Tommy, đừng chơi điện thoại nữa, bơi đi nào. Mình đang mệt không có bơi đâu. Đưa điện thoại cho mình và nhận lại nhiệm vụ này đi. Bơi cùng áo phao bằng bình nhựa nha. Vậy là sao? Dán dây vải thành hình như thế này. Dán các điểm nối. Tháo hết nhãn của chai nhựa ra và dán chai nhựa vào phần quai. Dùng dây buộc nhựa gắn chặt phần cổ chai lại. Nối hai dây vào nhau để buộc phần đáy chai. Nghĩa là bạn phải cứu điện thoại của mình. Thách bạn mang áo phao và lấy được điện thoại đấy. Những chai nước khiến mình nối bồng bềnh. Điện thoại ơi, chờ một chút. Chủ nhân đến cứu đây. Được rồi. Tommy, bạn đang tìm đồ ăn sáng sao? Đây, ngũ cốc đây nè. Cảm ơn. Hồn không, lại có thử thách ở trong. Mình phải mang đồ kính lúp nguyên cả ngày hôm nay. Cắt bỏ phần tay cầm của kính lúp và dán vào phần mắt kính của chiếc kính lúp khác. Thêm phần gọng kính ở hai bên. Wow, mình nhìn thấy một thế giới kỳ ảo qua cặp kính này. Để thử làm đồ ăn sáng xem nào. Chẳng dễ chút nào. Mình không thể tập trung được. Eww, đống hỗn độn gì trong bếp thế này? Tommy. Chào Andy, bạn đang làm gì vậy? Mình sẽ cho bạn một nhiệm vụ mới. Thách bạn làm theo mọi thứ được yêu cầu trong tai nghe này. Sẽ vui lắm cho mà xem. Bạn đang ở cửa hàng sao? Tuyệt. Giờ hãy ngồi lên quầy tính tiền đi. Tốt lắm. Sao bạn lại dám? Rời ra khỏi đây ngay. Giờ hãy hất hết hàng hóa xuống sàn. Thật tuyệt. Làm tốt lắm. Úi, nhân viên bảo vệ không thích thử thách này đâu. Được thôi, cho anh ấy đeo tai nghe đi. Bảo vệ, hãy để cho anh ấy được yên. Anh ấy đã hoàn thành thử thách rồi. Jenna, bạn định biến nhà bếp thành một tiệm làm móng thu nhỏ hay sao vậy? Dừng lại đi. Được thôi, Tommy, nhiệm vụ tiếp theo nè. Tỏa sáng như kim cương. Hãy nhúng mặt của mình vào chậu nước đầy màu sắc đi nào. Đựng những màu trang điểm lấp lánh ra riêng. Và cho thêm một ít dầu vào. Cho hỗn hợp vào hộp đựng màu. Và nhỏ từng giọt màu vào nước. Hãy thêm màu lấp lánh đi nào. Tommy, chậu nước lấp lánh cho khuôn mặt đã xong. Bạn trang điểm sao Tommy? Hợp thật đấy. Một ngày như mọi ngày. Gì đấy nhỉ? Sốt phết lên bánh à? Cho lên thử đi nào. Không, đây là đường tẩy lông. Trò tẩy lông ngẫu nhiên đang chờ. Có dám chơi hay không? Cho 50 gram đường, 30 ml nước và một chút axit citric vào trong nồi. Đun sôi hỗn hợp đến màu nâu. Cho vào hộp. Gắn nhãn tên lên trên nắp. Dán những hình bộ phận cơ thể vào một vòng tròn bằng bìa cứng. Thêm một mũi tên ngay giữa. Dùng ghim ghim lại nha.
đặt giấy và những que gỗ tẩy lông vào trong bì thư. Trò tẩy lông ngẫu nhiên này chỉ dành cho những ai đủ can đảm. Mọi người cổ vũ đi nào. Dùng mũi tên xác định vị trí cần tẩy lông. Bắt đầu. Ai chơi đầu nào? Andy, lên sàn đi. Chân phải bạn sẽ láng mịn ngay. Chúng chưa từng được nếm trải cảm giác này đâu. Kem tẩy lông này còn tệ hơn vẻ ngoài của nó nhiều. Làm cùng nhau nào. 1, 2, 3. Không sao đâu, đã đến lúc chúng mình trả thù rồi. Nhiệm vụ mới. Thách Vicky có thể trang điểm dưới nước được đấy. Gì cơ? Có nhiệm vụ sao? Trang điểm ở dưới nước trong một khoảng thời gian có hạn. Hãy bơi đi nào. Ơn Chúa, đồ trang điểm này đều chống nước. Hãy bắt đầu trang điểm dưới nước nào. Giờ đến đôi môi. Thì ra các nàng tiên cá đều trang điểm như vậy. Tiếp theo là mí mắt. Phấn mắt hòa lẫn trong nước. Tuyệt vời! Tất cả loài cá sẽ ghen tị với sắc đẹp này của mình. Đủ rồi các bạn, mình chán trò chơi này quá rồi. Sao nhanh vậy được, chúng mình có thử thách mới nè. Thách bạn chạy bộ cùng dù bay đấy. Dùng một mảnh vải lớn, dán cạnh và luồn chỉ vào trong. Kéo chỉ, dán quai đeo vào nữa. Thêm móc khóa điều chỉnh vào. Làm hai que đeo như vậy. Và dán chúng vào dù bay. Rosie sẽ chạy nhanh hơn với chiếc dù bay này. Cô ấy còn có thể bay nữa cơ. Nhưng chiếc dù này nặng quá. Áo của mình nó bay mất rồi. Uống cà phê nha. Lại là nhiệm vụ sao? Đố bạn mặc trang phục truyền thống Nhật Bản. Mang đồ ăn sáng đến tận giường cùng với đôi giày gỗ mềm mại này. Cắt tấm gỗ thành những phần như sau. Làm đế giày bằng cách dán chúng lại. Sơn một lớp màu acrylic. Dán hai que dép bắt chéo nhau. Wow, mang được đôi dép này quả đúng là thử thách khó nhằn. Đồ ăn sáng đây, Tommy. Một cách báo thức ướt át. Xin lỗi nha, Tommy. Các bạn, mình đặt sushi về rồi. Andy, ăn không? Có một cuộn sushi đặc biệt chứa nhiệm vụ cho Tommy nè. Thách bạn ăn sushi bằng đôi găng tay đũa này. Cho giấy bạc vào trong găng tay để chúng không dính vào nhau. Lộ mặt phải ra bên ngoài. Và dán đũa vào mỗi ngón tay. Cắt phần đầu ngón tay của một chiếc găng tay khác. Và lồng chúng vào chiếc găng tay đầu tiên. Cho đũa xuyên qua lỗ và dán lại. Làm một cặp găng tay đặc biệt như thế từ 4 chiếc găng tay. Chúc ngon miệng. Chào mừng bàn tay mới của Tommy. Có dễ chịu không? Ăn đi Tommy. Sắp vào miệng rồi. Ôi không, thất bại. Tommy không hề ăn được gì. Được rồi, để mình đút cho. Nhưng bạn nợ mình một thử thách nha. Thách bạn dùng tay nhặt đồng xu này. Chúc may mắn. Tommy kiên trì hoàn thành thử thách đến tận cho lúc già. Wow,
trời, mình thật sự xin lỗi. Ha ha, biết rồi nha. Rosie dễ dàng đưa tay vào trong lọ, nhưng các chàng trai lại không thể, bởi vì chiếc cổ tay mảnh mai đầy kiêu sa này. Rosie, để xem bạn sống sao cùng đôi tay khổng lồ. Mấy lồng nhiều găng tay vào nhau, thêm găng tay cao su ngoài cùng, làm hai chiếc như vậy nha. Thách bạn làm những việc siêu đơn giản bằng đôi tay này đấy. Các bạn à, giúp mình với, sao lại đi hết vậy? Mình không thể nào tháo bông tai hay đeo dây chuyền được. Đôi tay đầy vụng về, ngay cả đọc sách cũng là thử thách khó nữa. Nhưng Lucy sáng tạo ra cách khác, dùng lưỡi để lật sách. Gì nữa đây, thử thách mới. Thách bạn dùng máy bắn đá tí hon này. Cắt hai máy bắn đá như thế này từ giấy mô hình, dán hai thanh dài lại với nhau, xỏ tăm xỉa răng qua, cắt bỏ đoạn dư ra nha, và dán hai hình tam giác vào, nối chúng lại, dán chặt máy bắn đá vào đế hình chữ nhật, tô màu acrylic vào và dán phần đầu muỗng nhựa vào một bên máy bắn đá. Ai sẽ là người thử nghiệm máy bắn tí hon này? Là bạn? Không, là bạn. Được thôi, Tommy sẽ tự mình thử sức. Mình sẽ bắn bánh vào ngay trong miệng của mình. Tommy gặp rắc rối với tay của mình rồi. Cuối cùng cũng được. Bạn thấy không Andy? Tommy cho mình thử với. Không, nó là của mình mà. Các bạn đang tập thể dục sao? Thử thách mới đây nè. Thách bạn dám nhảy sợi dây siêu dài này. Xỏ một sợi dây su dài qua ống tay cầm, thắt nút ở hai đầu dây, sợi dây này dài không lối thoát, không làm gì được cả. Mình sẽ chết mất. Có ai không? Cứu với. Oops. Bạn có thích những thử thách này không? Nhận xét xem bạn sẽ làm trò gì nha. Trang điểm dưới nước, nấu ăn bằng kính lúp, hay chạy cùng dù bay nào. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Bạn sẽ không bỏ lỡ những thử thách thú vị nào từ kênh Trum Trum.